Tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức món quà của tác giả Đình Sĩ với cái lời chúc rất là ngọt ngào, như một cái lời ru ầu ơ của bà và của mẹ làm say đắm lòng người. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức thi phẩm số 13 với tựa đề là Chúc mừng sinh nhật hai quản trị viên Hoàng Oanh, Lưu Nguyễn, thơ Đình Sĩ. Trân trọng mời quý vị đồng thưởng thức. Luận bàn cả đôi mồng 3 tháng 7 lâu rồi, Hoàng Oanh công chúa hoa khôi chào đời. Tiếng ru của mẹ giỏi thật thà, mở mang trí tuệ thơ ca dạt dào, tâm hồn bay bổng thật cao, cầm kỳ thi họa bước vào để tâm luyện trí trong lành, vươn lên bằng chị bằng anh trong đời. Mong năm tháng bảy ai ơi, có chàng Lý Nguyễn chào đời. Mẹ cha rạng rỡ mặt mày, khôi ngô tuấn tú lại hay có tài. Con đường rộng mở tương lai, nguyện ly năng khiếu rất tài hát ca. Niềm vui mang đến mọi nhà, cả câu lạc bộ chăng ta đón chào. Diễn ngâm thơ phố gửi trao, tình thân tha thiết dạt dào thành hội tụ mọi miền. Chúc mừng hai quản trị viên